Dạ em Lê Quang, xin thay mặt cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Ngọc Nông, thống đốc Cần Thơ, gửi đến tất cả quý vị mình trên mọi miền đất nước lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì ngày hôm nay em đã đến Bình Thủy của Cần Thơ mình, thì quay cái miếng vườn của ông anh, ổng cũng có nhờ mình làm mặn nghịch mùa. Thì sau cái quá trình làm đó bà con, thì em sẽ xin chia sẻ với bà con mình trong cái quá trình làm mặn nghịch mùa chúng ta có ba cái bước như sau. Thì đầu tiên nhất á, thì khi mà cái cây mặn chúng ta muốn làm nghịch mùa thì chúng ta phải dọn sạch sẽ những cái cành bơi và chúng ta tạo cho cái cây trước đó là khoảng là 1 tháng đó, để cho cái cây chúng ta nó đủ lá ha, nó đủ lá, nó đủ cây lá. Rồi bên cạnh đó là chúng ta sẽ mua lăng tạo mầm. Thì thường thường bà con mình tạo mầm á thì tạo bằng cái lăng lăng bột, chúng ta gãi lăng lên thì nó rất là nặng nhọc. Thì bên cửa hàng Ngọc Nông á có một cái sản phẩm rất là ưu việt, là cái sản phẩm cái canh lăng 98. Một cái can đó là 20 lít, hỗ trợ thêm cho em là 3 kíp mắc lo, xài cho 150 gốc. Đối với cây mặn từ 3 năm đến 4 năm thì chúng ta xài như vậy. Mà khi chúng ta cây mặn chúng ta lớn lên nữa thì chúng ta sẽ nâng lên, nâng theo cái biên độ của cây. Nó thì em nói với bà con như vậy ha. Rồi bên cạnh mà khi mà chúng ta đã tạo được cái phần lăng tạo mầm ở dưới á, thì cái cây mặn á nó có cái giai đoạn mà để cho làm nghịch mùa, thì nó từ giai đoạn sinh trưởng nó chuyển sang giai đoạn sinh sản, nó mất khoảng là 7 đến 10 ngày hoặc là 2 tuần, trễ nhất là 2 tuần. Thì trong cái biên độ đó chúng ta tưới cái canh lăng đó rồi thì chúng ta phải nhìn vào cái lá để cho sậm nó lụa xuống, thì chúng ta tiếp tục mình hỗ trợ ở trên đó. Khi chúng ta hỗ trợ ở trên thì chúng ta sử dụng thường thường bà con mình tạo mầm là chúng ta sử dụng 10-60-10 và MKB. Thì đó là cái cách làm của bà con mình từ xưa giờ. Nhưng mà riêng đặc biệt bên em á thì em làm lại khác hơn một chút xíu, là khi chúng ta chuyển chuyển hóa nó từ giai đoạn sinh trưởng qua sinh sản, là trong cái lúc đó đó là cái cây mặn chúng ta đã lụa xuống rồi, thì quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn cái bộ lá nó lụa như thế nào để chúng ta kết hợp để mình phủ trên. Thì khi mà mình nhìn được cái lá nó lụa rồi, nó đạt được cái hiệu quả mà tới mình đã cho nó tạo mầm tiếp rồi, thì chúng ta sử dụng tiếp cho em là cái Win 90 và cái Incor 60 này. Thì hai cái dòng sản phẩm này nó ưu việt hơn cái dòng sản phẩm 10-60-10 và MKB. Đây là dòng sản phẩm em đã làm mấy năm rồi để cho bà con mình rất là hiệu quả. Đó, thì cho nên là hôm nay em giới thiệu với bà con. Một lít 1 kg này là 400 lít nước, hai cái này cộng lại thì cái này 400, cái này 400. Chúng ta sử dụng kết hợp với nhau. Đầu tiên nhất chúng ta chuyển hóa giai đoạn sinh trưởng và sinh sản thì chúng ta nên sử dụng hai sản phẩm này thôi. Rồi kế đó giai đoạn thứ hai, khi mà cái lá lụa của chúng ta xuống nó đã tới nơi rồi, chúng ta tạo thêm một cái nữa, chúng ta hỗ trợ thêm cái bắc lo. Thì cái bắc lo nó có nhiều dạng, 15, 20, 25. Đó, thì riêng chỗ cửa hàng Ngọc Nông thì có một cái sản phẩm rất là ưu việt. Đây là cái sản phẩm bắc lo sữa là 25 nha, bắc lo 25, bắc lo sữa. Chúng ta sử dụng cho một cái chai này sử dụng cho em là 600 lít nước. Đó, cử hai chúng ta hỗ trợ một hai sản phẩm này cộng với cái này. Thì khi mà nó chuyển hóa từ sinh trưởng qua sinh sản rồi, lá chúng ta nó nhìn kỹ rồi, ok rồi, thì chúng ta tiếp tục cử thứ ba là chúng ta kích. Đó, thì chúng ta kích thì chúng ta lấy là những cái kích bông qua qua những cái là sản phẩm nào mà chúng ta cảm thấy ok thì chúng ta tích vô. Nhưng mà riêng làm bên em thì em có cái dòng sản phẩm riêng để em làm cho bà con mình, nó mang cái hiệu quả tốt cho bà con mình ha. Thì đây là em chia sẻ với bà con, đây là cái dòng ba dòng sản phẩm này rất là ưu việt đó. Thì khi mà chúng ta đã sử dụng tới đã kích rồi đó, thì bà con thấy là khi chúng ta kích thì chúng ta nên nhìn cái bộ lá và cái thân cây như thế nào. Có nhiều bà con mình sử dụng là đi mua về, nói tại sao mua về mà sử dụng không hiệu quả, rồi nói là tại thuốc này thuốc kia, không phải gì đâu bà con. Tại khi chúng ta làm mặn hơn nhau ở chỗ là chúng ta nhìn cái biên độ của cây và biên độ của lá, chúng ta nhìn làm sao mà chúng ta cảm thấy là nó đạt được cái hiệu quả tới 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 nơi thì mình kích nó mới ra đó. Cho nên là nhiều khi là mình làm thì phải có quy trình, thì bên em làm có công thức đâu đó rõ ràng. Thì công thức của em làm thì cũng mấy năm nay rồi, rất là đạt. Đó, thì em hôm nay là em cũng chia sẻ cho bà con mình đến tới tất cả bà con mình để mà cùng nhau để chia sẻ, để chúng ta thảo luận để làm sao cho đạt cái hiệu quả tốt các bà con ha. Rồi thì khi mà chúng ta đã có bông rồi, đó có cái bông rồi, thì cái giai đoạn giữ bông, thì giai đoạn giữ bông thì trong cái mùa mưa thì chúng ta nên hỗ trợ thêm những cái dòng sản phẩm để chúng ta rửa bông. Chúng ta rửa những sản phẩm nào mà để cho đạt hiệu quả thì bà con cứ liên hệ với em sẽ chia sẻ tiếp cho bà con. Còn nếu mà khi mà chúng ta làm bông xong rồi, trái lớn rồi, thì cái tháng mưa này thì bà con lưu ý giùm em là nó dễ thối lắm, cho nên là bà con xài những cái sản phẩm mà chúng ta hạn chế đạm. Thí dụ như chúng ta đi đạm nhưng mà đi ít thôi,
để cho chi, để cho cái cây của mình nó đạt được cái quả là đừng có nên bón thừa đạm, tại vì khi mà cái cây mặn mà nó thừa đạm, nó dư nước là buộc nó phải thối, thì lúc đó chúng ta phải phun xịt ở trên nữa thì nó sẽ tốn tiền đó. Thì mà khi mà chúng ta muốn cho nó đạt hiệu quả hơn nữa, thì khi mà chúng ta đã vô tới cái giai đoạn mà chúng ta có trái rồi, sắp tăng như biên độ như thế này nè, thì em cũng có cho ông anh đó là sử dụng thêm cái can phun 10 này. Cái can này là mình sử dụng cho là 80 đến 100 gốc. Thì cái can này chúng ta tưới nó vô thì nó sẽ hạn chế đi cái thúi của mình và nó rút cái cuốn xuống. Đó, nó làm cho cái cuốn mình nó vừa dễ dai mà nó vừa hạn chế đi cái thúi. Đây là cái can này ha. Thì đây là những cái sản phẩm mà tại cửa hàng Ngọc Nông đã bán thành công trong rất là nhiều năm nay. Đó, thì hôm nay em chia sẻ với bà con mình. Rồi bên cạnh đó thì cái sâu là cái vấn đề mà chúng ta cần nhức nhối nhất. Tại vì cái sâu á, thì cái tháng nắng thì mình sợ nhất con bọ chỉ. Rồi bắt đầu là sâu bệnh nó tấn công. Thì khi chúng ta muốn mà đạt được cái hiệu quả mà để cho nó tốt hơn, mà để làm cho sâu đỏ, mà để cho nó không có sâu đỏ nữa, nó hạn chế tối đa nữa, thì chúng ta phải sử dụng là phải cắt cành tỉa ngọn cho nó, tỉa cho nó gọn gàng vô. Và hai bên cạnh đó là chúng ta lụm những cái trái mặn mà, những cái trái mặn đây nè đó, những cái trái mặn mà nó rớt xuống nè, chúng ta lụm xuống, chúng ta lụm bỏ vào cái xô hoặc là vô cái bao gì đó, chúng ta đem ra ngoài, đừng để vô trong. Cây chúng ta phải dọn sạch sẽ gốc, và chúng ta lâu lâu khoảng một tháng hay gì đó, tháng rưỡi, chúng ta phải sử dụng những cái sản phẩm mà rã vô gốc để cho nó làm chết đi những cái trứng. Tại vì khi trái mặn chúng ta nó bị sâu nè, vậy nó rớt xuống thì những cái trứng nó còn vương vãi nằm dưới đất. Và con sâu đỏ nó rất là mạnh lắm, khi nó rớt xuống rồi nó có thể búng vô cái gốc nó nằm, nó ủ đông, nó đợi thành con nhộng, thành con bướm, nó trở về thì nó sinh sản tiếp tục. Thì trong vườn chúng ta nó cứ lưu dẫn hoài đó, thì chúng ta làm những cái khâu đó sạch sẽ. Thì bên cạnh đó thì bên Ngọc Nông có một cái bộ ba sản phẩm rất là ưu việt để mà chuyên trị về con sâu đỏ ha bà con. Sâu đỏ nè, sâu lông, sâu dồi và con bướm và con ruồi. Thì cái bộ ba đó là mấy anh mấy chị bà con mình cứ ra Ngọc Nông, nó bộ ba đó là em sẽ đưa cho bà con mình cái bộ ba đó, rất là hay và rất là ưu việt. Thì khi mà chúng ta giải quyết được cái vấn đề là có bông rồi nè, bây giờ sâu giải quyết được rồi nè, trái thì mình hạn chế thúi nè. Thì đây là cái clip mà để em chia sẻ cùng với bà con về vấn đề mịt nghịch mùa. Và nếu bà con nào mà muốn cần để làm nghịch mùa thì cứ liên hệ vào cái số điện thoại của em hoặc là trên cái kênh này để chúng ta cùng chia sẻ, cùng thảo luận với nhau để cho nó phát triển, cái ngành mặn nghịch mùa chúng ta càng phát triển ha bà con. Và một lần nữa thì em cũng xin cảm ơn bà con mình trong thời gian qua đã thương tình anh em và cũng ủng hộ. Và thay mặt cho đại lý Ngọc Nông thì xin cảm ơn tất cả bà con mình trong thời gian qua đã tin tưởng đại lý Ngọc Nông và cùng chia sẻ với anh em trong cái mùa dặn nghịch mùa, mùa mặn nghịch mùa hôm nay. Dạ thì nãy giờ em cũng có chia sẻ về cái kỹ thuật mà để chúng ta làm mặn nghịch mùa. Thì nếu bà con mà thấy cái kênh này có hay thì bà con cho em một cái lời bình luận chân tình để chúng ta cùng thảo luận, để chúng ta cùng phát triển cái nghề ngành mặn nghịch mùa này để cho nó hiệu quả. Và chúc cho bà con mình có một mùa vụ mặn nghịch mùa là trúng mùa trúng giá bà con. Và cũng xin thay mặt cho đại lý Ngọc Nông xin gửi đến tất cả quý bà con mình một lời chúc sức khỏe và cảm ơn chân tình nhất trong thời gian qua bà con đã tin tưởng đại lý Ngọc Nông và ủng hộ đại lý Ngọc Nông và anh em của chúng em. Một lần nữa xin kính chào và hẹn bà con mình trong clip sau, và chúc bà con mình là sức khỏe dồi dào và một năm mới, một mùa vụ thắng lợi thành công tốt đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại.